Hành động đặt chiếc cúp trên thùng rác của nhà vệ sinh rồi đăng lên mạng xã hội của rapper MCK đã gây bão phẫn nộ với công chúng. Hiện rất nhiều ý kiến chỉ hành động không thể chấp nhận này của nam rapper. Tối ngày 29 tháng 1, MCK, nhân vật truyền cảm hứng của năm 2023, đã đăng tải story hình cúp Làn Sóng Xanh 2022 trong nhà vệ sinh và đặt trên thùng rác. Đi kèm đó là background ca sĩ Trung Trần đang giải quyết vấn đề cá nhân. Bức ảnh này được post ngay sau ngày tổ chức Làn Sóng Xanh 2023, còn chiếc cúp trong ảnh là cúp top 10 bài hát yêu thích nhất năm 2022, Chìm Sâu. Được biết, chàng rapper đã xóa story này sau một thời gian ngắn, đồng thời nam rapper vẫn chưa lên tiếng gì về sự việc gây tranh cãi này. Đây được cho là động thái dằn mặt khi nam rapper trắng tay tại giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay, khác với 5 hạng mục được đề cử và chiến thắng giải người truyền cảm hứng của năm 2023 ở WeChoice Awards, thì ở Làn Sóng Xanh, ngoại trừ một đề cử duy nhất bài hát Chìm Sâu thì MCK không nhận được giải thưởng nào khác. Có nhiều nghi vấn được đặt ra rằng MCK đang cay cú với HIEUTHUHAI vì bị đàn anh Trường Giang nhận xét rằng do hiếu nhường nên MCK mới có giải. Mặt khác, giải thưởng ca sĩ của năm 2023 do Làn Sóng Xanh tổ chức được trao cho HIEUTHUHAI nên điều này càng làm dấy lên nghi vấn. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự bất bình, đa phần đều đặt câu hỏi vì sao MCK lại đăng ảnh đặt cúp Làn Sóng Xanh trên thùng rác của WC. Có người chê bai MCK hành xử kém văn minh, thiếu tôn trọng ban tổ chức giải thưởng Làn Sóng Xanh. Dẫu vậy, cũng có một số khán giả cho rằng MCK trước giờ có tính cách rất khác biệt, cách thể hiện cảm xúc của anh cũng mạnh hơn người thường. Việc MCK đăng ảnh nhạy cảm về chiếc cúp Làn Sóng Xanh đôi khi chỉ là hành động đùa vui thông thường, không có gì quá trớn. Tại lễ trao giải WeChoice Awards 2023, Trường Giang, MCK cũng vướng tranh cãi vì có màn trao giải kém tế nhị. Theo đó, Trường Giang, Nhã Phương được mời lên sân khấu để trao giải album của năm. Trong lúc mở phong bì đọc kết quả, Trường Giang bất ngờ gọi tên HIEUTHUHAI. Trường Giang nói, bây giờ Trường Giang sẽ công bố giải album của năm. Có rất nhiều album mà Trường Giang rất thích, nghe rất nhiều lần, hy vọng có một album nằm trong đây. Mà chắc không đâu, nãy giờ nó lên rất nhiều lần rồi, chắc nó không lên nữa đâu, hiếu đó, thôi nên nhường cho các bạn khác. Sau đó, Trường Giang bóc xong bao thư đựng kết quả và đọc tên MCK lên nhận giải. Trong khoảnh khắc được xướng tay lên nhận giải, MCK cùng một đồng đội bước lên sân khấu chính để nhận cúp. Tuy nhiên, thái độ của nam rapper gây tranh cãi lớn khi chỉ đút tay vào túi áo rồi bước lên bục nhận giải, mặt lạnh như băng, không cúi chào các nghệ sĩ tiền bối lớn tuổi hơn. Khi Trường Giang trao cúp, MCK nhận lấy và gật gật nhẹ đầu. Thái độ này của anh chàng bị đánh giá là thiếu lễ phép, thậm chí có phần lấc cấc, không được lịch sự tại một lễ trao giải lớn. Ngoài ra, MCK cũng không bỏ kính ra khi lên nhận giải, giữ gương mặt lạnh lùng. Động thái này khiến cộng đồng chia làm hai nửa ý kiến, không ít khán giả cho rằng anh đã nghĩ bản thân nhận được giải là hiển nhiên hoặc bị mắc bệnh ngôi sao, đa phần đều khó hiểu về thái độ mà nam rapper thể hiện. Một số khán giả còn cho rằng thông qua cách thể hiện trên sân khấu có thể thấy MCK khó chịu vì Trường Giang gọi tên HIEUTHUHAI trước khi anh lên sân khấu nhận giải.